Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu tất cả anh em tham gia một chương trình iGov có cái hiệu là 3X, chương trình iGov mới nha tất cả các bạn. Để tham gia giá hôm nay, quản lý phần link mô tả, còn mở Telegram ra, bấm nút Start chat chatbot nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group này các bạn. Các bạn join vào nhóm chat nữa nè. Ok, các bạn join vào nó không yêu cầu gấp cha. Claim một tốt cần 3X khoảng 220 đô nha tất cả các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lời. Tốc cần này sẽ list lên sàn Binance và Wallet nha các bạn. Rồi các bạn đáp lời, mình cũng chưa có test nha các bạn. Sẽ kiểm tra sao các bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm vào claim airdrop nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Chiller tiếp tục nha các bạn. Các bạn follow nè. Hy vọng nguồn airdrop mới này các bạn được nha các bạn. Rồi bạn join cái group win rồi. Các bạn join rồi xong thì các bạn phan đây mình. Rồi các bạn bấm vào forecast nha các bạn. Ê. Một like á. Rồi tiếp tục thì tờ Twitter thì các bạn like và retweet và Messenger luôn các bạn. Like, retweet, Binance và Messenger luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn chuyển đến tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi đây là nguồn airdrop trước kia mình đã làm mà các bạn, 28 người. Rồi các bạn thì chỉ việc like nè các bạn. Rồi các bạn tự quyết là bài viết các bạn tắt like nè. Rồi các bạn đi tiếp với bình luận luôn các bạn. Rồi các bạn sang vài người bạn cũng được mà các bạn cứ comment gì cũng được nha các bạn. Còn mình đây thì mình tan dày các bạn đúng không? Cho những người bạn mình làm theo mình luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn trả lời luôn với 5 người bạn của mình. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lời nha các bạn. Bạn bấm đơn. Tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ ETH Wallet nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng ETH. Và hiện tại giá ga ETH cũng có giảm các bạn. Nó giảm sâu xuống cơ khoảng còn 1.000 tốc cần là sẽ tốc cần nó sẽ phân phối cho mình nha các bạn. Qua kia 2.000 gần 9.000 nay còn 1.600. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bấm lên. Rồi tiếp tục thì các bạn mở con bot ra, các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit gỡ cái đường link profile link tờ Twitter của tất cả các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra, các bạn nhấp vào trang cá nhân, nhấp vào ba dấu gạch trên dòng đầu, các bạn nhấp vào chia sẻ, các bạn nhấp vào sao chép khai nhớ tạm, rồi các bạn copy nha các bạn. Vì mình để trên Zalo. Mình copy cho nó mau nha tất cả các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình hướng dẫn, mình các bạn lấy link nha tất cả các bạn. Rồi mình copy nè các bạn. Các bạn làm airdrop thì cũng làm như mình nè các bạn. Copy. Chứ mỗi lần mình làm nhiều mà mỗi lần mình lấy mất thời gian của mình thêm. Rồi các bạn quét vào Twitter mình nè các bạn. Rồi nó không ăn luôn rồi các bạn ơi. Tiêu rồi. Ăn chết nó. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì bạn bấm vào Balance để chết số cần các bạn. Rồi mình đã nhận được một tốc cần 3X này các bạn. Chương trình airdrop này nó Balance nè. Ghép phơi, bạn nghe một cái lúc phơi rồi lấy ghép chia sẻ bạn bè và người thân các bạn. Bờ lỗ file là tài khoản của mình nha các bạn. Lỗ tơ mình nè. Withdraw thì nó sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 4 nha các bạn.
Tôi sẽ tự động dí qua, có gì mình cập nhật thông tin sau cho các bạn. Như video này kết thúc, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dối video của mình, và chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.